Nối tiếp hai trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay sẽ là trận đấu cũng rất đáng chú ý giữa đương kim vô địch Real Madrid và Chelsea. Real dù đang gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch ở giải quốc nội nhưng vẫn luôn cho thấy đẳng cấp khác biệt ở các đấu trường cúp. Trong khi đó, Chelsea vừa có sự thay đổi trên bàn ghế chỉ đạo với việc bổ nhiệm Frank Lampard là huấn luyện viên tạm quyền tới hết mùa giải. Vậy đâu là những điểm nóng, những màn đối đầu trực tiếp trên sân có thể định đoạt được trận đấu? Đương kim của bóng vàng Karim Benzema đương nhiên là mục tiêu số 1 bên phía Real Madrid mà hàng thủ bên phía Chelsea cần phải phong tỏa. Những ngày miệt mài làm việc cùng huấn luyện viên thể lực Antonio Pintus đã giúp Benzema vượt qua tháng ăn chay Ramadan. Tiền đạo người Pháp chỉ ăn sau khi mà trời lặn và tốn nhiều thời gian đọc kinh mỗi ngày. Tôi đã quen với điều đó, dĩ nhiên huấn luyện viên thể lực giúp ích rất nhiều để duy trì thể lực cho tôi, Benzema nói trong cuộc phỏng vấn với Marca tuần trước. Benzema tất nhiên đang nhắm đến việc có được bàn thắng trong trận tứ kết Champions League gặp Chelsea. Tiền đạo 35 tuổi đã ghi tới 13 bàn trong 8 trận knockout gần đây. Nạn nhân của Benzema đều là những đối thủ sừng sỏ, từ Paris Saint-Germain, Man City cho đến chính Chelsea. Cú hat-trick của Benzema vào lưới Chelsea ở trận tứ kết lượt đi mùa trước giúp đại diện Tây Ban Nha tạo lợi thế lớn cho tấm vé đi tiếp. Real sau đó thua sốc 3 bàn ở lượt về tại Bernabeu nhưng kịp gỡ một bàn trong 90 phút chính thức. Tới hiệp phụ không phải ai khác, chính Benzema với tình huống lập công quyết định đã đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào bán kết. Gặp những đội bóng Anh được cho là điềm lành với Benzema, anh đã ghi 10 bàn trong 4 trận đấu tại vòng loại trực tiếp gần đây, gặp các đối thủ tới từ xứ sở sương mù. Theo dữ liệu của Opta, đây là chuỗi ghi bàn dài nhất của một cầu thủ trước các đối thủ tới từ cùng quốc gia. Benzema là người ghi bàn nhiều thứ tư lịch sử Champions League với 89 lần lập công. Chính vì lẽ đó, bên phía Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge cần một cầu thủ kinh nghiệm đầy mình ở hàng phòng ngự để có thể kiểm tỏa được chân sút người Pháp. Không ai khác, Kalidou Koulibaly là người được kỳ vọng làm được điều đó trong bối cảnh lão tướng Thiago Silva đang gặp phải chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Cầu thủ người Senegal mặc dù chưa thể tái hiện được những màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất trong màu áo của The Blue như đã từng làm tại Napoli trước kia và cũng không thể so sánh được với Wesley Fofana về mặt phong độ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ cũng như bản lĩnh trận mạc của Koulibaly vẫn được đề cao và có thể anh sẽ được huấn luyện viên Frank Lampard cắt cử để theo sát Benzema như hình với bóng trong trận đấu tới đây. Trước đây, trong một bài phỏng vấn với BBC Sport, Koulibaly cũng đã ca ngợi chân sút bên phía Real Madrid hết lời. Tôi đã nói khoảng 2 hoặc 3 năm trước, Benzema là tiền đạo hay nhất thế giới. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng tôi hy vọng Chelsea sẽ giành chiến thắng và vượt qua bài kiểm tra này. Đó là mục tiêu của chúng tôi, nhưng sẽ rất khó khăn vì họ đã vô địch Champions League mùa giải gần nhất. Tôi tin tưởng vào chính mình và các đồng đội và huấn luyện viên của chúng tôi. Cuộc chạm trán bên phía hành lang cánh giữa hai máy chạy Vinicius bên phía Real cùng Rich James bên phía Chelsea được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khu vực nóng nhất ở trận đấu. Khi được hỏi về đối thủ khó chịu nhất từng đối đầu, Rich James đã nêu ra 3 cái tên, trong đó bao gồm Vinicius. Và khi được hỏi câu hỏi tương tự, ngôi sao chạy cánh ở Brazil cũng không ngần ngại nhắc tên hậu vệ thuộc biên chế của Chelsea. Vậy mới thấy giữa hai cầu thủ trẻ tài năng này luôn có sự ngưỡng mộ nhất định dành cho đối phương và dĩ nhiên, trải qua nhiều lần đối đầu, họ cũng đều có những toàn tính nhất định khi phải đối đầu trực tiếp. Lúc này Vinicius là cầu thủ tấn công quan trọng bậc nhất trong đội hình của Real Madrid cùng với quả bóng vàng Karim Benzema. Trong những trận đấu chân sút người Pháp không ra sân hoặc không ghi bàn, cầu thủ chạy cánh người Brazil luôn khẳng định sự trưởng thành bằng cách thay người đàn anh gồng gánh cả hàng công. Điều đó giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành cú ăn bà mùa giải năm ngoái. Trong đó, chức vô địch Champions League là sân khấu mà cầu thủ 22 tuổi tỏa sáng rực rỡ trước những đối thủ rất sừng sỏ như Paris Saint-Germain, Chelsea, Man City và đặc biệt là bàn thắng duy nhất vào lưới Liverpool trong trận chung kết, qua đó mang về chức vô địch C1 thứ 14 cho Real Madrid. Mùa giải năm nay, cầu thủ chạy cánh người Brazil vẫn đang cho thấy mình là nguồn cảm hứng vô tận của Los Blancos bên hành lang cánh trái. Tính riêng top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa giải năm nay, Vinicius đang là cầu thủ có số lần đi bóng thành công nhiều nhất với 86 lần thành công. Còn tính riêng tại Champions League mùa này, ngôi sao 22 tuổi cũng đang có tới 4 tình huống dê bóng thành công mỗi trận. 21 bàn thắng cùng 15 kiến tạo dọn cỗ cho các đồng đội lập công trên mọi đấu trường là con số ấn tượng và chắc chắn mọi thứ không chỉ dừng lại ở đây. Rich James thì lại đang trải qua một mùa giải khó khăn vì chấn thương cũng như kết quả không tốt tại Premier League cùng với Chelsea. Nhưng ở một trận đấu lớn, chắc chắn việc phong tỏa máy chạy bên phía Real Madrid là nhiệm vụ bắt buộc với hậu vệ người Anh. Và các cổ động viên của Chelsea dĩ nhiên mong muốn cầu thủ trưởng thành từ Cobham thể hiện được phong độ cao nhất. Đến với hàng công của Chelsea, có lẽ người được đặt kỳ vọng nhiều nhất chính là João Félix, cầu thủ đang được The Blue mượn từ Atlético Madrid. Mặc dù mới chỉ có được 2 bàn thắng sau khi gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượng mùa đông,
Tuy nhiên, những đóng góp về mặt lối chơi cũng như sức ảnh hưởng của sao trẻ người Bồ Đào Nha lên hàng công của The Blue là không thể phủ nhận. Và theo thông tin mới nhất, Chelsea tỏ ra rất ấn tượng với phong độ cùng với những đóng góp của tiền đạo người Bồ Đào Nha, đồng thời cũng đã có kế hoạch mua Đức Anh từ Atletico Madrid. Không bàn thắng không kiến tạo cũng là những gì ngôi sao 23 tuổi thu về mỗi khi chạm trán Los Blancos ở trước đây. Trong hai lần thi đấu tại Santiago Bernabeu cùng Atletico, anh cùng đội nhà nhận thất bại 0-2. Tuy nhiên, các cổ động viên của Chelsea chắc chắn hy vọng về việc màu áo mới, mọi thứ cũng sẽ mới. Nhưng muốn vậy, Felix phải nỗ lực rất nhiều. Trận đấu gặp Real Madrid trên sân Bernabeu là bước ngoặt với Felix, tỏa sáng để giúp đội nhà giành kết quả khả quan trước khi về lại London để mở ra chương mới cho sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tại Chelsea, Felix thường xuyên được xếp ở vị trí tấn công lệch trái, và nếu tiếp tục được xếp thi đấu vị trí quen thuộc trong trận đấu sắp tới, thử thách với ngôi sao 23 tuổi là không hề đơn giản, khi mà anh nhiều khả năng sẽ phải đối đầu tay đôi thường xuyên với vị trí của hậu vệ cánh phải giàu kinh nghiệm bên phía Real Madrid Dani Carvajal. Mặc dù phong độ đã có phần sa sút ở mùa giải năm nay do tuổi tác, nhưng với việc là một thành viên thường trực trong đội hình Galacticos 2.0, cùng với đó là trụ cột bên phía hành lang cánh phải và đã có những đóng góp nhất định với năm chức vô địch Champions League của đội chủ sân Bernabeu, đương nhiên vai trò của hậu vệ người Tây Ban Nha trong những trận đánh lớn là hết sức quan trọng. Sức nóng của một trận đấu lớn chắc chắn không thể không nhắc tới những trận chiến ở khu vực giữa sân. N'Golo Kanté đã trở lại thi đấu sau quãng thời gian 231 ngày phải ngồi ngoài vì chấn thương, và những gì mà ngôi sao người Pháp đã thể hiện vẫn khiến các cổ động viên của Chelsea rất hài lòng. Trong trận đấu trở lại đội xuất phát gặp Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh, Kanté đã chơi 69 phút, có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%, có 3 lần tác bóng chuẩn xác và 1 lần giải vây cho các đồng đội. Những thông số đó thực sự chưa thể nói hết lên được tầm quan trọng của tiền vệ người Pháp tại Chelsea. Tiền vệ người Pháp đã trở lại và sẵn sàng cho một trong những cuộc chiến lớn nhất của đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa giải năm nay. Chỉ cần N'Golo Kanté có được trạng thái sung mãn nhất, anh sẽ trở thành cơn đau đầu với Real Madrid. Còn nhớ trong cả hai trận bán kết Champions League mùa giải 2020-2021, Kanté đã làm lu mờ cả hàng tiền vệ chứ danh của Real Madrid. Tiền vệ người Pháp biến sân khấu bóng đá trở thành những buổi biểu diễn của riêng anh với lối chơi đầy năng lượng và cơ động. Kanté khi đó không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn mà còn rất nguy hiểm khi dâng cao tấn công. Trước Real Madrid, cựu sao Leicester hoạt động theo kiểu box to box và luôn là tâm điểm ở những tình huống Chelsea triển khai bóng theo trục dọc. Trong khi đó, Tchouaméni, người nhiều khả năng được xếp đá thấp nhất trong hàng tiền vệ của Real Madrid trong trận đấu này, được kỳ vọng có thể kiểm tỏa được nguồn năng lượng của người đàn anh đồng hương. Tiền vệ trẻ người Pháp sau khi gia nhập đội chủ sân Bernabeu vào mùa hè năm ngoái đã hoàn thành rất tốt vai trò mà Casemiro đã để lại. Anh cho thấy sự chững chạc và điềm tĩnh hiếm thấy của một cầu thủ trẻ khi thi đấu ở khu vực giữa sân, và đó là những tố chất mà huấn luyện viên Ancelotti cần ở cậu trò của mình trong trận đấu sắp tới để khiến Kanté phải tắt điện. Ở tuổi 37, lão tướng Luka Modric vẫn miệt mài cống hiến ngày qua ngày và vẫn là trụ cột không thể thay thế ở hàng tiền vệ của Real Madrid. Và lần này anh sẽ phải sử dụng mọi kỹ năng, kinh nghiệm, thi đấu hay thậm chí là cả tiểu xảo để có thể đối chọi với một Kanté giàu năng lượng bên kia chiến tuyến. Mùa trước, chính Modric là người đã mở ra tiền đề cho chiến thắng trước chính Chelsea khi anh là người thực hiện quả tạt xuất thần từ ngoài vòng cấm để Rodrigo san bằng tỷ số và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Modric vẫn luôn là vậy, vẫn luôn có những khoảnh khắc ngôi sao để làm thay đổi cục diện trận đấu. Và trận đấu sắp tới, hy vọng của cầu động viên Los Blancos ở những tình huống chuyền bóng mở ra cơ hội vẫn được đặt ở lão tướng 37 tuổi. Trong khi đó, nhiệm vụ ngăn chặn Modric có thể sẽ được huấn luyện viên Frank Lampard giao phó cho Enzo Fernandez. Kể từ khi cập bến The Blue với mức giá kỷ lục, tiền vệ người Argentina đã cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như những màn trình diễn cá nhân thuyết phục, với việc nhiều khả năng vẫn sẽ được bố trí đá thấp nhất trong hàng tiền vệ của Chelsea. Giống với trận đấu cuối tuần trước gặp Wolverhampton tại Premier League, Enzo sẽ phải tìm cách ngăn cản, không để cho Modric có nhiều khoảng trống trước khu vực zone 14 của đội nhà. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Màn đối đầu tay đôi giữa hai tiền vệ một già một trẻ của hai đội chắc chắn rất đáng được mong chờ. 90 phút trên sân vận động Bernabeu đêm nay chắc chắn sẽ rất quyết liệt. Ngoài màn so tài tập thể thì những màn so tài cá nhân trên sân cũng rất đáng chú ý. Cùng chờ đón xem các thủ của cả hai đội bóng sẽ thể hiện bộ mặt ra sao và liệu sẽ xuất hiện một cuộc đấu tay đôi đáng nhớ nào không.